tên là Nguyễn Đình Lộc, quê em là ở An Giang. Công việc hiện tại của em là kinh doanh online. Là em phải đi từ An Giang lên đây? Dạ không, em mướn nhà ở đây. Kinh doanh online là sao? Em bán mà sản phẩm gì vậy? Dạ em bán quần áo nam với lại là nước hoa. Chốt đơn nhiều không em? Một ngày thì chạy tầm cỡ là 300-400 sản phẩm. Để quay về câu chuyện tuổi thơ của Lộc, em phát hiện ra giới tính của mình từ lúc nào? Từ lúc mà em còn học mẫu giáo. Em đi học mẫu giáo là em phải cầm theo con búp bê nhựa. Hồi xưa mà con 2 ngàn 2 ngược. Mà hồi xưa là ba em đánh lắm, đánh mà gược á. Còn mẹ em thì em thấy là mẹ em dễ. Hồi đó làm gì có tóc giả chị chi. Lấy khăn á, làm cho nó dài ra gì nè, rồi mình hất qua hất lại gì nè. Lên lớp 8, lớp 9 em mới cảm nhận là em thích con trai. Mà lúc đấy em có nhận thức được là mình là gay chưa, hay là mình chưa có thông tin gì về nó hết? Dạ có, lúc đó là em coi là những cái hiện tượng mạng mà hot lúc đó này, như chị Linda nè, Phan Kim Tiền nè, là em đã tự biết là cái giới tính của em là của cộng đồng LGBT rồi. Nhưng mà tại vì hồi đó là em chưa có bộc lộ thôi. Em còn kín phải không? Em còn kín. Mà hồi xưa là mà là từ nhỏ luôn cho đến năm em 15 tuổi thì ở xóm em là ai cũng kêu BD không à. Nhưng mà ai kêu em BD là em đều liếc hết á. Em liếc ngang, liếc dọc, em nói em làm đủ trò. Rất là khó chịu đúng không? Dạ em rất là khó chịu. Khi mà người ta kêu em BD là chuyện rất là bình thường. Em có thể là kiểu em tức thì thôi. Nhưng mà những người đó mà người ta gặp mẹ em người ta kêu á. Chị Chi có tin mà ở dưới quê em là hồi xưa nó có cái cầu sắt. Em đứng trên cầu em chữ gian rộng hết. Em nói nguyên cái xóm này bây giờ em chấp hết luôn. Ai mà dám, bà nào mà dám ra đây mà nói hai cái chữ cái tiếng BD ra bước ra nói chuyện xuống cầu. Tại vì em rất là tức rồi. Hồi xưa là mẹ em bán học dịch ở dưới quê trước cửa nhà đó. Mà lại ăn thì cứ chọc kiểu là cứ nói mẹ, kiểu mẹ bực mình á. Trâm ra là mẹ từ từ cái mẹ khó. Đến năm mà em thi từ lớp 9 lên lớp 10 á, là em cảm thấy là gia đình của em kiểu là không có còn điều kiện nữa. Em bỏ thi, em xin chị em là lên trên Bình Dương làm. Em làm được tầm cỡ nửa tháng à, công ty phá sản luôn. Em đi làm cho người ta hả? Dạ đúng rồi, em làm công ty gỗ á. Như là em làm nửa tháng là như được có 500 mấy à. Nó không có trả tiền lương mà cứ mà đi đòi hoài mà từ người này cái nói người kia đã đưa rồi, người này nói cái kiểu như là đầu trên đưa rồi đầu dưới nó ăn đó chị. Nó nghỉ tán lạng trơn rồi, bây giờ đâu có ai biết đường nữa đâu. Xong rồi cái là mất tiền của em. Xong rồi em xin vô đi bán mấy cái trò chơi của mấy đứa con nít á, mà mình thu vé của nó đó chị. Mà một đêm 50 ngàn. Em làm từ 5 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm. Thì em nhớ là ngay trung tâm Thủ Dầu Một luôn đó chị. Xong rồi là em mới lên Sài Gòn. Em làm trong một cái công ty đó. Mẹ em hay là ba em mà dắt đi xin tao không có nhận. Tao nói nhỏ xíu rồi đâu làm được gì đâu. Mà sao mà xin vô chỗ đó là cô em quen á. Xin vô chỗ mà dập máy gì này. Em làm tầm độ là mấy tháng hay nửa năm. Vô tình đó là em quen một cái bạn trong đó, là cái mối tình đầu tiên của em luôn. Mà em ngồi em làm vậy đó, là chiều tan ca hết rồi em vẫn còn ngồi làm. Tại vì hồi đó là em vừa làm ở đó em vừa chạy livestream cho người ta. Tại vì hồi đó là livestream nó mới ra. Em đi live cho người ta. Dạ, lúc đó là người bà kêu em, bà nói là Lộc ơi, dì thích con quá à. Mà con ra đây con like cho dì được không? Một đêm bà trả 100 ngàn. Em like từ 5 giờ rưỡi cho đến 11 giờ rưỡi. Em nghĩ kiểu như là tối về em cũng không làm gì. Tại vì em làm bên cái xưởng dập đó chỉ có 120 một ngày thôi. Mà tiền ăn rồi là mình tất cứ là mình phải tự lo. Rồi làm ở đó đó chị, máy nó dập á. Mà kiểu mà nó bị đứt nửa cái ngón tay luôn nè. Em làm chung với cái bạn đó là tầm khoảng nửa năm đó, là em quen cái bạn đó. Bạn kia là con trai gặt hay là cái giới của em bạn luôn? Bạn kia là trong giới của mình luôn. À giới đó. Mà bạn là top. Top. Em là boss. Bạn lại bắn rước chị bạn. Xong rồi cái bạn kiểu bạn thích em, sao bạn nghỉ công ty bên kia, bạn xin qua công ty bên đây bạn làm. Mà bạn xin ngay chăng cái chỗ ngồi kế em luôn. Mà quen nửa năm đầu thì hạnh phúc lắm chị. Tình cảm lắm. Em nói chung là chị Chi, lúc mà chị Chi mới quen đầu tiên chị Chi biết. Nửa năm sau em nói chị quýnh lộn không. Em nói với sao chị sao đánh lộn nha. Xích mít. Cái bạn đó là bạn chọc tức em. Tính em mà kệ em hay tức lắm chị. Bạn chọc tức cưng chọc tức cái gì? Hồi đó là em nói chị Chi là em không có được mà kiểu như nhìn được như giờ đâu. Bây giờ này chị thấy đẹp đó, ngon đó. Nó thấy ghê lắm chị Chi. Ví dụ mà chương trình có xinh hình hồi đó em vẫn cho bình thường phát lên cho tao biết. Nó thấy ghê dữ lắm chị ơi, mà nó kỳ. Bây giờ thấy trắng trẻo đẹp. Dạ, nè, đúng rồi. Dễ thương nè. Mà bạn đó bạn đi thích một cái bạn khác ở ngoài Vũng Tàu á. Mà tối ngày vô chỗ làm cái sáng là em vô em biết là kiểu này chọc em hay là như thế nào, nói với em khó chịu. Em đeo tai phone rồi mà cố tình nói vô trong lỗ tai em á, là nói làm chắc hết tháng này chắc dọn cái Vũng Tàu ở không? Nói vậy hả? Ừ, nói vậy đó chị. Mà thời đó là em thấy thằng kia nó đẹp lắm, thằng kia nó đẹp hơn em nên là em không có tiếng nói hồi xưa mà... cái người mà quen bồ em á hả? Dạ đúng rồi.
nhắn tin thôi. Thằng này nó nhắn tin cho người ta bởi vì em đâu có cách nào mà em ghen với người ta được. Thằng này do thằng này thì nó cũng không có quen, nhưng mà kiểu là nó chọc em vậy. Quýnh lộn, chị ơi em nói chị ha, không có một bộ phim hành động nào mà hơn cái bộ phim của em hết. Em nói chị, bộ phim hành động người ta cũng phải có diễn viên rồi có máy móc lại đúng giờ ta quay đúng không? Bộ phim em không có. Em nói chị, kịch là quýnh mà em nói không có cần phải biết thời gian hay đang làm hay như thế nào. Đang quýnh hoài luôn. Dạ quýnh hoài mà hơn cái xưởng mà tụi em làm là cái mối quan hệ là của gì nó là quen biết nên là người ta đuổi mấy lần rồi cũng xin vô lại được. Mà quýnh rồi kéo cửa đi như này chị, khóa cửa lại rồi ở trong chửi ở ngoài chửi trong. Em nói như một cái phim hành động. Xong rồi em mới cảm thấy là không ổn rồi. Em mới trốn. Nó đến cái mức mà em nói chị Chi là em trốn rồi, đến mức là em sợ luôn rồi đó. Là em trốn qua bên cái chỗ khác em làm là cũng gần ở nhà em luôn, là em làm bếp ga. Trời, em làm trốn chui trốn nhủi gì chưa chị Chi. Sao trốn? Sao phải trốn cưng? Kiểu là người ta ham em, đừng để anh tìm được em. Tại sao người ta nói vậy? Em đòi chia tay, em không quen nữa. Mà người ta không chịu. Người ta không chịu. Em nói là bây giờ mình chia tay để cho anh quen người đó. Với lại là hai đứa giờ quen trong cái xưởng này bây giờ cũng đã quýnh lộn quá. Nó lộn hoài, nó kỳ quá đúng không? Cái bà chủ bà lên bà chửi hoài. Em nói chứ sáng là bà gặp bà chửi em. Từ cái lúc mẹ mới vô làm là bà thích em. Con của bà chủ là con gái mà thích em luôn. Mà bây giờ quẻ ra con nhỏ đó là ô môi. Mà em là BD. Trời ơi mà chị, mà em gồng lắm chị Chi ơi. Em nói chung là những cái mối quan hệ mà em chưa có bộc lộ mà kiểu mà em chưa quen đó nha. Là em gồng cứng. Em gồng cực kỳ. Em nói mới vô chị ơi, nó đã về, nó nhắn tin, nó hăm em. Bây giờ mà Lộc mà không quen mình đó là mình sẽ nói với mẹ của mình là đuổi Lộc. Trời ơi, quảng hồn. Ok, bây giờ là hai đứa mình tìm hiểu. Là bây giờ cho em xin về cái lúc mà em cũng trong đó mà em quen gái đi. Quen em không nói chị, một đứa con trai nào quen một đứa con gái mà em nói chị ha. Hồi đó mà kêu em nắm tay em thấy nó làm sao đâu á. Nắm gái hả? Chở đi chơi rồi lại em không có chịu. Thì em nói làm sao? Em từ chối làm sao? Em từ chối, em nói em mệt quá. Hai đứa em quen nhau như hai đứa bạn vậy đó. Về thì sau cái nắm này đi, cái sao đâu cho bộ nắm đi, tao đang đóng vai đàn ông gồng mà. Thôi em thấy cái kiểu mà nắm nó nổi da gà đó. Mà quen cái làm cảm em chịu đựng kiểu không được rồi. Cái bắt đầu là em nói em gì, nói thiệt luôn. Em nói thiệt luôn rồi đùng ra bạn đó cũng nói thiệt luôn. Bạn đó là lép, nhưng mà bạn đó là lép nữ, bạn quen một người lép nam. Lúc đó là vô tình là chị em cũng vô đó làm rồi quen chị em, rồi em quen cái người mà hồi nãy em chơi em nói đó là quýnh lộn đó. Em qua chỗ khác em làm là bạn đó hâm đó. Mà đứng trước chỗ đó luôn, đứng trước cái giờ em làm. Em đứng trong đêm làm mà em nói chị em bần thần mà trời ơi mặt mày em tái mét hết trơn. Em điện về cho ba em nói ba ơi lên rước con đi. Lúc đó em cũng chưa có cơm ao với gia đình. Rồi đó kiểu là em ngồi trên gác mà em suy nghĩ là có nên nói hay không, có nên nói hay không. Em xuống dưới em nói. Em nói ba ơi giờ con có quen bạn đó đó, con không có muốn quen nữa mà bạn bây giờ là đòi quýnh lộn kìa. Thì ba em hẹn nó ra. Ba em nói cái câu gì nè trời. Ba em nói cái câu gì mà nó lạnh người luôn. Nó buông liền em luôn. Rồi phản ứng của gia đình khi mà em come out ngày hôm đấy làm sao Lộc? Không, gia đình em cũng sao đâu á. Không có nói năng cái gì hết trơn mà cũng im luôn vậy đó. Biết để trong lòng và chấp nhận từ từ. Đến khoảng thời gian mà em bắt đầu mà nghỉ ở bên cái chỗ mà em live stream cho người ta rồi, mà nghỉ ra bán riêng, mà trong khi là vốn của em để dành được có 1 triệu à. Rồi ba em cho 1 triệu. Một triệu là em mượn của dì em là 3 triệu. Là bắt đầu là cuộc đời khởi nghiệp của em đúng 3 triệu. Mà lì lắm chị ơi. Hồi xưa bán cũng không có được nhiều. Ngồi nói chuyện gì đâu không mà bán cũng có được gì đâu. Lâu lâu cái 1-2 người mua. Hồi xưa mà lên view được 100 người em la làng. Bể phòng trọ luôn chị. Cái em bán độ tầm nửa năm thì em mới gặp anh, em mới gặp cái anh này là bên hacker của Hà Nội. Thì ảnh thích em, kiểu là ảnh có gia đình rồi nhưng mà ảnh thích em cái kiểu là em biết làm ăn nè, mà cái bắt đầu ảnh share livestream cho em. Mà hồi xưa ảnh lấy chỉ có 3 triệu một tháng thôi chị Chi. Một ngày nào cũng 800 người coi, 900 người coi mà cũng không bán được. Coi em, nhiều nhưng mà vô coi thôi, không mua. Dạ không mua. Do em nghĩ là lúc đó em chưa sang hay sao. Lúc đó em chưa sang hay sao. Người ta nhìn vô cái like của mình, người ta không có đủ cái sự tin tưởng để mà người ta mua. Xong rồi bắt đầu là anh kêu em vậy nè. Ủa sao em không thử giả gái đi. Bắt đầu em thấy cũng đúng mà nó giả gái thấy ghê à. Nó kỳ dữ lắm luôn chị ơi. Nó theo một cái kỳ gì á. Nó nói chung là nhìn nó không có ra một cái con người luôn á chị. Nó rất là kỳ. Không có bông tai. Tại vì mua một bộ tóc giả nói chị ha, để dành tiền dữ lắm luôn. Rồi em vẫn giả gái luôn. Dạ em vẫn giả gái. Lúc đầu em giả gái cái em sợ ba em biết chị. Mướn một cái phòng trọ thì ba em ở dưới, ba em đi làm
ba em là bên 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 nội là có kiểu như là cái xưởng mộc, là anh chị cô chú thì làm trong đó luôn. Ba em không có liên quan gì tới cái chuyện của em, họ buôn bán của em hết. Em mỗi lần mà em livestream mẹ em giả gái em kêu ba đừng lên nha, tại vì trên đây đồ đạc dở lu bu quá trời rồi, lên con bị kiểu con nói chuyện không được. Nhưng mà thật ra là em giả gái, em sợ, em sợ. Một ngày nào đẹp trời nào đó em make up hết trơn rồi chị Chi, hồi xưa không có biết gì trơn, đánh mắt đánh mày là đội tóc giả ngồi vuốt 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 rồi nè, cái máy quạt nó kêu. Em nói thôi vậy thôi khỏi xài máy quạt, mà hồi xưa cũng không có máy lạnh. Em nói thôi khỏi xài máy quạt. Ổng đã nói một câu ở dưới rồi, không có máy quạt ngồi sao mày like, nóng lắm. Em cũng không để ý luôn. Rồi từ dưới cầu thang đi lên nè, rồi em cũng nhìn gì nè. Trời em đơ toàn tập luôn, em nói chết rồi trời, cầm cây kìm chứ phải phan em, chứ em né không kịp luôn á. Em nói thiệt, trong lòng em là em gung mà em gung gì nè. Rồi xong rồi sửa cái quạt xong rồi ba em đi xuống. Thấy là mặc đồ con gái luôn. Thấy là mặc đồ con gái luôn hết luôn rồi. Không nói gì rồi đi xuống luôn. Cái em đi xuống dưới, cái em like xong nó trời ơi bữa nay giả gái nhiều người khen quá. Cái em nói cho ba em nghe vậy đó, em vậy em chảnh chảnh vậy đó. Nhưng mà giả gái người ta coi nhiều không? Dạ không. Em giả bộ em nói vậy. Bán ít lắm. Mẹ em nói là ổng cạo đầu để cho mày đừng có bị như vậy nữa. Trời cạo cạo em cũng vậy à. Trời đất ơi nghĩ sao cạo đầu. Đã con là BD rồi. Là em nói với mẹ em á, chứ em không có nói dám với ba. Tại ba em khó lắm chị. BD bẩm sinh trong bụng mẹ rồi. Em nó cạo đầu vậy cũng rồi. Vậy à. Về sau này rồi bắt đầu là bây giờ là coi như là em livestream, em giả gái hay là bất cái gì là coi như là ba em chấp nhận hết luôn. Nhưng mà trong lòng chắc em nghĩ là khó chịu. À, chị hôm nay á, Lộc có dẫn theo một cái người bạn gái là người bạn thân của Lộc á. Thì bây giờ em nghĩ là mời bạn đi ra ngồi để cùng nghe cái câu chuyện tình yêu kiểu rất là nhiều tình tiết của Lộc nhé. Mời em nghe. Chào chị, em chị nhỏ anh tôi. Em tên là Khả Di Nguyễn, mọi người kêu em là Khả Di. Dạ à. Em là bạn thân của Lộc. Hai bạn em chơi với nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dạ tụi em chơi với nhau tầm khoảng 7-8 năm. À. Dạ chơi tử hồi mãi dưới quê. Rồi em có biết gì về chuyện tình yêu của Lộc không? Dạ biết chứ anh, tại vì lúc trước chơi thân cái chuyện gì nó cũng kể em nghe. Cái thời mà lúc mà em mới hot á, em có quen một cái bạn, bạn này vẫn cũng xăm mình nhiều, cái mặt y chang như là Vũ Di Khánh luôn. Vũ Di Khánh là idol của em, hai đứa em là quen nhau rồi xong rồi là lên báo luôn. Em cảm thấy là bạn đó đi làm kiểu như là đi làm ban đêm cực quá, em mới nói là ừ thôi bây giờ là anh kiếm một cái sản phẩm nào đó đi, em sẽ hỗ trợ cho anh là em sẽ livestream đầu cho anh. Và thời đó mình livestream tào lao cũng chết luôn, tự nhiên mình rủ người ta chứ bán mà không biết làm sao mà em với bạn đó hợp tác. Và em nói chị Chi bán rất là nhiều. Em quen được tầm một năm mấy. Thời đó là em kiếm tiền cho bạn đó nhiều quá hay sao. Khi mà bạn có tiền mà bị đổi tánh nết. Có quen một cái bạn khác mà em nghĩ là hai đứa này là nó cũng đã nhắn tin nó tìm hiểu nhau lâu rồi. Cái bữa mà em về quê là lúc đó là em là một năm mấy mà dư 50 triệu. Anh em về cho mẹ em đi chữa bệnh. Thì em có mua iPhone. Xong rồi thêm một cái máy tính bảng về để lên bàn cho tối ăn trộm vô lấy hết trơn. Lấy không còn một cái gì luôn. Là mẹ em nói là mượn tiền út em là 10 triệu. Em lên Sài Gòn rồi cái em lấy hàng em bán nữa. À, cái đêm mà em bị mất á. Là sáng đó là ở trên đây là hai đứa nó công khai kết hôn với nhau. Em nói chị là hai chuyện mà nó nhập lại một chuyện. Vừa mất đòn vừa bị tình yêu nữa. Hai đứa em cãi nhau nhưng mà nó chưa đến một cái mức độ là hai đứa phải chia tay. Xong rồi 3 ngày sau nhắn tin lại cho em nói là đầu quay lại. Em không chấp nhận hả? Không. Là đi rồi không được về đúng không? Đi rồi vẫn được về. Nhưng mà cái người được về là cái người phải đàng hoàng. Hoàn cảnh nó thông cảm nhưng mà nó là phản bội là không được đúng không? Tại vì phản bội một lần sẽ có phản bội lần hai. Một khi mà cái người đàn ông mà người ta phản bội mình rồi là người ta đã hết thích mình rồi. Người ta muốn tìm một cái gì nó lạ hơn. Thất bại nhiều quá nên em cũng muốn quen ai. Nhiều khi em cũng muốn đi chuyển giới là em làm gái luôn á. Nhưng mà là vì do là bây giờ là coi như là em xăm nhiều quá. Em có suy nghĩ muốn làm gái luôn hả? Cũng hỏi em rồi. Cái này làm gái đẹp đó. Cũng như biết sao chị Chi, em livestream em giả gái nhiều quá nên đâm ra từ từ cái em mình thích. Mình thích. Hồi xưa em chửi lắm. Livestream mẹ mới bán hết đó. Mà bất kỳ một thằng nào mà bước vô livestream của em, bây giờ ví dụ em bán đồ mà nó đồ xấu là em chửi luôn. Nguyên một buổi đó là dành để ngồi chửi, không bán. Khách kêu bán không bán. Nhưng mà bây giờ kiểu như là em nghe nhạc Phật nhiều, em biết đó, em bớt chửi lại. Dạ em không chửi luôn chửi kiểu như là giờ vô livestream đúng không, mà kiểu như là giờ giả ví dụ comment đi
con BD này gớm quá. Em rất là gặp rất là nhiều cái trường hợp này luôn, mà trong khi mình rất đẹp mà nó chê như vậy. Em nói gì nè, nó nghe nè, vô Facebook á, coi nhẹ mấy tấm hình chụp trong đó đi, có không có con BD nào mà gớm cỡ này mà ngồi đây đâu. Thật sự con này gớm vẫn đẹp hơn mẹ của anh. Đúng rồi. Tại vì con này vẫn trẻ hơn mẹ anh. Anh phải nên nhớ như vậy. Tại vì một khi là em đã giả gái rồi, là em đã là kiểu là em đã qua cái xu hướng là phụ nữ rồi, là em có thể so sánh với mẹ của anh được. Bây giờ em không có chữ thề nữa, chữ văn chương đúng không? À, chữ văn chương, chương mà em sấy, em nói em làm ha. Em đưa hình đồ lên, em so sánh hình nói với hình em, coi hình ai đẹp hơn mà nó vô nó chửi mình như vậy. Mà toàn là em nói toàn là mấy thằng già không. Mà em nói là thường ví dụ mà vô mà hỏi em như thế nào rồi chọc ghẹo để em xả láng lại cho em vui vẻ. Vô cứ nói BD này gớm. Rồi nhìn con BD này hả, cha mẹ sanh ra hả, uổng cuộc đời. Nói nghe nè, không phải tự sinh ra con BD này mà kiểu mà giả gái đẹp mà thành công vậy là dễ đâu. Nhiều người người ta không biết vậy, người ta vô người ta gặp BD cái ta chữ vậy đó, kiểu như là mắc nợ từ kiếp nào đó em không biết. Nhưng mà em nói hẳn vậy nè, vô tường coi nhẹ cái lịch sử đi rồi nói chuyện. Bây giờ em ngồi mà chữ hoài sao được. Tại vì khách của em á là người ta thích em dễ thương, mà em ngồi em chữ hoài thì đâm ra là cũng kỳ. Rồi tự nhiên cái bắt người ta nghe chữ chung vậy đó. Mà nhiều khi chửi quá là em nó nói xúc phạm nó đang đúng rồi, nhiều khi chửi quá họ không muốn bán luôn. Rồi, bây giờ bạn thân đi, em thấy Lộc là một cái người vốn dĩ là cái tính hiền hay là dữ em? Em thấy Lộc đó, bề ngoài thì có vẻ là mạnh mẽ như vậy, nhưng mà thực chất đó, trong cái chuyện tình cảm đó, là Lộc rất là giống như là một đứa con nít vậy đó. Trong như là dễ bị đau, đuối hả? Dạ, em gặp buồn chuyện gì, bất cứ chuyện gì là cũng gọi, nhắn tin cho em rồi. Có khi là rủ em đi ra gặp riêng gì đó, rồi nói chuyện, tè là nói chuyện gì buồn, đau, khổ hay không. Còn những cái lúc mà hạnh phúc, vui sướng, bỏ em đi có kể nghe. Lúc đó nhiều khi em bệnh, em gọi, Lộc ơi, ta đang bệnh, cũng không quan tâm em luôn. Nhiều khi cũng buồn. Tại vì nhiều khi là em bận thiệt, bán nhiều bận chứ chị Chi. Trong việc nhiều bán ế là rảnh rỗi lắm. Bán ế là em nói live stream xong ai rủ là em đi chơi liền. Khoảng tầm một năm mấy nay thì nói chung là cái công việc kinh doanh của em là coi như là ổn định luôn. Hay là do em đẹp hơn ngày xưa, em lên live nó bắt đúng mà. Rồi thì bởi vì em nói chị Chi đó là thì em có tiền em diện chân diện lên đẹp hơn hồi xưa, đẹp hơn ngày xưa, có sang hồi xưa. Ủa Lộc ơi, như là làm sao để mình sang lên được em? Có tiền là tự động sang, nó sang theo cái cách ăn nói luôn. Lan đi, thí dụ như lên rồi. Lan làm sao? Thử coi. Chị coi làm sao duyên dáng, sao mà người ta mua quá trời vậy? Đó. Nước hoa hả? Nước hoa thí dụ đi. Đừng cứ lan, cứ giới thiệu sao? Mà phải có người cầm mình hỏi nha. Thì cho hỏi. Nhưng mà cái chai này nhiêu vậy? 50ml hay 100ml vậy cưng? Dạ cái chai này là 20ml. 20ml bao nhiêu tiền vậy? Giá là 130. Thị trường bán 180, 220. Có nhiều người bán 300-400 tùy giá. Em không biết được mà mua bên shop em thì nói là như vậy. Nhưng mà hàng này hàng phay hay hàng thiệt vậy cưng? Cái hàng này là hàng thiệt, chính hãng 100%. Ví dụ mà phát hiện mà hàng giả hàng nhái là đều thu hàng là hết. Không có để khách mà bị thiệt thòi đâu. Cũng không có để khách mà lên bóc phốt. Con quỷ này thấy nó dễ thương rồi mua hàng ủng hộ nó mà dở dao chai nước qua. Giờ xịt con chó, con chó còn chê. Xịt con chó còn chê. Còn có nhiều ông, nhiều bà vô á, chưa biết nước hoa của người ta là xuất xứ từ đâu hết. Trời ơi, nước hoa hàng giả nó đừng mua. Cái live stream đang sang trọng chết, giả gái đẹp đẽ, view đẹp đẽ chết, nó bán nước hoa hàng giả. Muốn biết hàng giả hay không á thì cơm mình mua thử đi rồi biết. Còn ví dụ mà giờ á, một cái cách đơn thuần mà sợ mất tiền á đúng không? Chừng nào shipper á nó giao hàng lại á, kêu shipper vô ngồi bàn đào vậy nè, lấy bàn trà ra ngồi uống đi, uống 8 tiếng rồi xịt cái mùi nước hoa đó đó, không dưới 8 tiếng trả shipper đem về. Còn giờ mà đủ 8 tiếng đó thì đưa tiền 130 cho shipper nó qua đưa tiền cho tôi. Ở hàng thật sao mà rẻ vậy ta? Dạ. Ví dụ mấy bạn cộng tác viên người ta nhập qua 3-4 tay rồi thì nó giá nó sẽ cao, nó nâng lên. Còn mình là những cái chủ và những cái người mà đi săn hàng, mình là những cái người gọi là những cái người mà đi tìm cái nguồn hàng rẻ nhất thì giá nó sẽ rẻ. Còn ví dụ mà muốn là cái dạng mà giá mắc á, vô shop mua thì trong shop như shop nào bán cũng mắc hết trơn. Tại vì biết sao, thuế má mặt bằng thì có bảo hành luôn thì vô đó mắc. Có nhiều má ngộ lắm, mấy bà mà kiểu ở dưới quê rồi đó, đâu có biết cái gì đâu, lên thấy dễ thương thì mua ủng hộ. Đặt 5-6 chai nha, có bà đặt mười mấy chai, cái shipper giao lại cái kêu ngồi bài gây nè, lựa. Nước hoa mà, đâu phải là vàng giả đâu mà ngồi giữa chợ mà lựa kiểu đó. Nước hoa mà ngồi mà lựa mà xịt gì nè. Ngồi lựa hồi tới cái mùi thứ ba cái nó, cái mùi này không giống mùi sao giống được. Nó giống cái mùi đầu tiên mà thử mà nội. Nó giống cái mùi đầu tiên mà thử mà nội. Đó phải như vậy rồi là em chỉ cho kiểm tra một mùi thôi. Còn ví dụ mà không ưng thì em cho trả gì hết, em không nói gì hết, em rất là dễ với khách luôn. Nhưng mà chị thấy cưng có duyên. Dạ. Đâm ra tại sao mà cưng bán được nhiều người thích cưng là cưng có duyên.
Rồi, chương trình định hướng nghề nghiệp mình có thể tạm dừng ở đây nhá. Bây giờ bàn về câu chuyện tình cảm của Lộc đi. Theo như cá nhân em nhá, em cảm thấy cái mối tình nào của Lộc là đáng nhớ nhất đối với em? Em thấy cái mối tình của Lộc là mối tình của cái anh mà làm chung với Lộc á. Đấy, mối tình đánh nhau hả? Dạ, đánh nhau á. Tại vì cái lúc đó là cái lần đầu tiên em gặp cái anh đó là em có cái cảm giác là anh đó là cái người không có tốt. Cái linh cảm của em là em cảm thấy như vậy. Em có khuyên Lộc, em có nói Lộc tìm hiểu kỹ đi rồi hả quen. Tại vì một khi... Ê, lộn rồi đó bà. Cái mối tình thứ hai mới không tốt nè. Đầu tiên nó tốt lắm đó. Nhưng mà tại vì nó quýnh lộn thôi. Dạ. Nhiều mối tình quá nên người ta mới lộn. Dạ. Tại sao em có cảm nhận đấy nhỉ? Dạ thì anh nhìn cái ánh mắt của ảnh rồi cái cử chỉ hành động của ảnh như là không có quan tâm Lộc bằng cái chân thành đó anh. Đó em thấy vậy nên em nói cho Lộc nghe. Mà Lộc cũng bác bỏ ý kiến của em, cũng đâm đầu vô quen. Quen rồi sau đó cũng nó đủ thứ chuyện hết trơn. Rồi lúc đó Lộc cũng có gọi cho em, rủ em ra đi nhậu nhẹt này kia đồn để tâm sự. Em mệt mỏi. Rồi cái lúc mà Lộc quen người yêu là Lộc đâu có đi chơi với em đâu phải không? Dạ đúng rồi. Hiện tại bây giờ là có quen ai không? Hiện tại giờ có quen ai không? Là từ khi chia tay cái mối tình thứ mấy là ngưng tới giờ? Em không biết nữa, mà cái mối tình của em là nó gần nhau lắm. Tụi mình ta là sao em không biết. Tính của em là vừa bỏ thằng này là em phải qua thằng khác để em lấp đi là cái sự buồn. Tại vì đối với em là toàn là người ta này kia nổi với mình hay là sao là buồn lắm là mới chia tay. Những mối tình nào chính thức và những mối tình nào mà kiểu mà người ta tìm hiểu và em đồng ý thì mới được đưa lên Facebook. Chứ mấy bạn thường mấy bạn cũng có nhắn tin khuyên em, nói là mày bán hàng mày đừng có đưa ghệ mày lên, nó khách có nó không gì thích đâu. Nó mua cái này nọ. Nhưng mà đối với em là khi mà quen người ta phải cho người ta một cái sự an toàn. Trời, có nhiều thằng nó quen em nó nói tội nghiệp lắm chị. Em có thể quen anh, em có thể không công khai cũng được. Anh có thể đứng phía sau của em, anh làm hậu phương cho em. Em đừng có công khai, tại vì em công khai anh sợ em bán không được. Nói vậy cũng đâu quen đâu, tìm hiểu không được, nói chuyện trên trời dưới mây không chị ơi. Nói chuyện rất là kỳ. Tốt bây giờ em nói thiệt với chị Chi, rất nói chuyện là kỳ. Không có duyên thằng kỳ là em muốn làm tốt luôn. Mà đến mức độ mà em muốn làm tốt luôn. Vô duyên là cái thứ nhất. Hay là do em chưa có trải nghiệm được những người sang ta? Kỳ lắm chị ơi. Đi ăn đi uống vậy chứ em hỏi chị chứ giờ mình là phụ nữ. Ít ra gì mình cũng là phụ nữ, em nói thiệt sự. Hai đứa tính tiền rồi ngồi hoài để cái bill ngồi hoài. Thì bắt buộc em phải móc bóp rồi. Mình là phụ nữ mình bóc bóp rồi là chắc chắn là ngày mai là cái Facebook đó sẽ không còn nằm trong cái danh sách bạn nữa. Nó có sang hả? Không sang. Top mà đi ăn mà bắt bóp trả tiền là không có sang luôn. Đúng rồi, là con trai là phải mời phụ nữ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mới mốt quen thân đi với nhau đi, rồi vợ, làm vợ chồng thì xài tiền chung cũng được. Dạ. Mà em không nghĩ lúc trước khi em quen một cái người top đó, mà dù đẹp trai nhưng mà người ta nghèo, sao không có tiền trả cho người ta không? Chứ không phải là người ta keo kiệt, người ta không biết chơi. Nhưng mà trước khi đi ăn là phải nhá xin nhà anh trước. Chứ có đâu mà ra quán mà ngồi tính tiền xong rồi gì nè. Bây giờ mà nói về mà không có tiền là nói xạo. Ít ra bây giờ ai cũng sẽ có công việc của người đó hết. Không có ít, có nhiều cũng có. Có nhiều. Ừ, ví dụ bữa nay anh còn 100. Em là một cái người, em nói thật sự với chị Chi với anh Tuân, em rất là dễ. Em không bắt buộc người yêu em phải dắt đi ăn những chỗ sang trọng. Em thích là ở bên người yêu em giỡn gì đó. Ừ, tính em nó kỳ cục vậy. Giang mày rõ cũng được đúng không? Dạ đúng rồi. Em dám thề trên sóng truyền hình là chưa bao giờ em bắt một người nào mà tặng quà cho em hoặc là đi ăn những cái chỗ mà em thích. Chắc là do cái duyên của em gặp cái gì đúng không á. Trời ơi, ở dưới quê cũng vậy nữa chị ơi. Giờ chặn rồi, nói xả láng. Ở dưới quê cũng vậy nữa chị ơi, tiền cà phê. Tại em có dắt bà chị em với con nhỏ bạn em theo. Trời mà có 35.000 à. Mà cũng chẳng nổi. Ồ hoài. Rồi con nhỏ bạn em nó, tại bữa đó em không có đem tiền theo. Tại vì về quê em không có cầm bóp như vậy được. Nó rất là nữ tính, người ta với người ta rất là đồn. Em quên đem tiền theo, con nhỏ bạn em nó móc tiền nó đưa mà em ngại luôn. Em quê luôn á. Để cho bạn bè ngàn thôi mà cũng chẳng không nổi à. Phải là do trả không nổi. Do không muốn trả nên là cái hành động người ta rất là lâu. Cái chuyện mà móc bóp không, em tưởng là thỉnh kinh không đó. Rất là lâu mà phải con nhỏ em phải ngồi em làm gì nè. Nó đưa 35.000 cả trả. Rồi đi đâu rồi cũng mấy đợt em cảm thấy là có cái bữa rủ em đi khách sạn chị. Em có đi không? Thôi có, cái bữa đó là ở dưới quê. Kể thiệt nha chứ không có bịa. Ảnh lên trên Sài Gòn thì ảnh nói gì nè. Anh lên trên đây là anh lên công việc của dì anh ở bên đường tỉnh Ô 10 á. Anh nhớ em quá, mà hai đứa cũng vẫn còn nhắn tin như bình thường.
mà bên em khách sạn nhiều. Em thề với chị Chi luôn, danh dự là câu nói thật, bên em khách sạn nhiều. Hay là đâu có tiền cương gì chứ đâu có tiền. Mà em nói nếu mà không có thôi đừng đòi hỏi, chứ không lẽ giờ em dắt về nhà, ở nhà làm ăn. Trời trời, ví dụ mà bồ bịch thì thôi, bây giờ cưng thương người ta thì cưng trả đi có sao đâu. Không, đừng có quan trọng với mấy vấn đề đâu. Không phải là mình không trả được, nhưng ở đây là đang ở mức độ tìm hiểu nhau, là dù như thế nào là người đó cũng phải ga lăng một chút xíu. Còn về cái việc mà hai đứa đã quen nhau lâu rồi đi, 200-300 tiền đi ăn rồi, hai đứa bữa nay anh trả, bữa kia em trả, chuyện rất bình thường. Nhưng mà cái này là anh đang tìm hiểu em và anh con đang này lấy lòng. Con này là tông con gái đó, để mốt phải có kỳ với đẩy quá cho tôi. Rồi rồi, em nói làm sao, em nói làm sao? Em nói gì nè, em cũng không biết nữa. Thường là 200-300, rồi một hồi em nhắn là em nói thôi bữa nay mẹ em không có cho đi đâu. Boss là em boss thật sự, nhưng mà cái cơ chế, cái tính cách trong con người của em rất là nam tính. Người ta hay gọi là boss game bây giờ đó. Boss game hả? Boss game rồi đó. Em thích những người như trai thẳng vậy đó Di Chi. Chị mốt có chuyện gì chương trình khó đẩy qua bé này nè. Mà thôi ông ơi, bây giờ người ta bình đẳng đi ông ơi. Bình đẳng đi. Ví dụ hôm nay á là anh trả rồi, lần sau tới em trả. Thí dụ như người ta có tiền thì mình cứ ok dạ. Đi cả. Thí dụ như 5-7 lần, 10 lần mà người ta cái gì hoài đó. Á. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện anh nói như vậy nè. Là khi mà mình nói mình nam tính ấy nhá. Dạ đúng rồi. Mình sẽ phải thẳng thắn về vấn đề đó. Đúng rồi. Người ta hỏi mình bao nhiêu tiền, mình sẽ hỏi là anh thiếu tiền hay sao? Em có thể trả cái này hoặc là lần sau anh trả. Anh nghĩ cái việc thể hiện cái sự nam tính á, nó phải thể hiện ở cái chỗ là mình sẽ phải chọn con đường dễ nhất cho cả hai. Chứ mình đừng có làm khó nhau để làm gì hết. Trong khi mình có tình cảm mà, mình mới quen đúng không? Mới tìm hiểu đúng không? Cứ chọn con đường dễ nhất, đừng có suy nghĩ quá nhiều như vậy. Không, mà nhiều khi làm quà em sợ người ta lợi dụng em. Hồi xưa em không có như vậy. Bây giờ bất kỳ một người nào đó quen em mà câu đầu tiên người ta mở miệng, người ta hỏi cái vụ tiền bạc là bắt đầu rồi. Em sợ như một con rùa rút đầu. Cũng có cái anh kia anh làm quen em, mà anh mới làm quen em thôi à, anh chở em đi chơi mà anh ước gì anh làm anh dư được 5-10 triệu. Anh mua cái gì đó mà nói đi nói lại hoài, đâm ra tự nhiên cái tâm lý em nghĩ là người ta đang kiểu người ta làm tiền mình. Đúng rồi, đúng. Rồi cũng có nhiều người á, người ta làm quen em người ta nói ai cũng nói vậy, em nhiều người cua anh không có dám. Với lại là giờ em hơn anh nhiều cái về mặt tiền bạc này nọ. Em nói tiền là của anh xài, của em là em xài, chứ không có cái chuyện xài chung. Cái này là em nói luôn á, đừng có giận em mà em chịu. Mình không phải là nam với nữ với nhau. Còn chuyện nào chính thức mình là đám cưới thì cái đó nó sẽ khác. Không, thứ nhất là gì bây giờ cũng có rất là nhiều người đúng rồi dụng. Nó ám ám ám. Không phải là em nói như sóng truyền hình phủ kín toàn quốc, người ta coi nhiều khi người ta ngại. Đừng có lợi dụng boss. Những người boss như tụi em là những người rất là nhẹ dạ. Đối với riêng em mạnh mẽ cỡ nào mạnh mẽ, nhưng mà em rất là nhẹ dạ luôn. Bây giờ là người ta mà nói lời ngon tiếng ngọt, người ta đến với em là em chịu đó. Mình bị cái là nhẹ dạ. Nhưng mà mẫu hình mà em thích là như thế nào? Là cái người mà không cao quá 1m7, mẫm miệng. Sao khó khăn quá vậy? Chứ bây giờ chị nghĩ đi, em có 1m6 à. Thì nhưng mà người ta lắm đóng vai chồng, người ta cao hơn em 1m7. Không, em thấy rất là kỳ. Ví dụ mà nam với nữ, dù nữ có lùn hơn nam bao nhiêu nhìn cũng rất là hợp. Mà nam mà nam mà làm nữ mà đứng mà nhỏ hơn chồng em thấy sao sao á. Với lại là em xăm nhiều lắm, nên là đâm ra em quen á, em sợ người ta ngại lắm. Em không có quen ai đẹp đâu. Ví dụ mà cỡ như anh Tân nhắn tin làm quen em đi, không dám quen. Không dám quen. Không. Nhưng mà do cái tâm lý của còn phèn quá. Nhiều quá. Cái mặt ở ngoài nó Sài Gòn chứ cái tâm lý còn phèn lắm. Em cũng đẹp thì em quen một người đẹp có chuyện đó bình thường. Em cũng xinh, em cũng dễ thương mà. Trời ơi, em mà quen ai mà đẹp rồi đi chị thấy cảnh. Em giấu không. Trái tim của em á dành cho ai á, em cứ theo trước đã. Theo đi. Chứ đừng có suy nghĩ quá nhiều em ơi, không thể. Chắc là sau chương trình này lại chắc em sẽ suy nghĩ khác. Em thoải mái, em thoáng lên tí. Dự định tương lai cần như thế nào? Em muốn có một cái shop nhỏ. Rồi, chị thay mặt chương trình nha. Chúc em sẽ được nhiều người yêu thích nha, bán hàng đắt hơn nữa nha.